lại một chút bạc không ơi đó. Gimmy.tv.com mình có rất nhiều chương trình ưu đãi sự kiện hot. Đầu tiên là khuyến mãi nạp thẻ lên tới 50%. Tiếp theo là nhận kim cương miễn phí không giới hạn cơ hội. Ngoài ra chỉ với 6 ngày mà con cứ gọi nhận 9.999 kim cương. Không những thế, sắp còn có sự kiện đua top đặt thẻ, nâng tỷ lệ trúng kim cương các vòng quay lên tới 70%. Bà con còn suy nghĩ gì mà không chỉ tập hợp sắp Gimmy.tv.com để trải nghiệm nào? Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với channel của mình thì mình ơi, cái đồ kép xấu kép đẹp nè. Đây. Ok, và trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn đăng ký cho mình đi. Subscribe sớm nhất cho mọi người nha, nói nhiều quá nhất cái đầu rồi. Ê nha không? Dạ. Ông kỳ cục quá nha. Dạ. Ủa Jimmy đây rồi. Ok, nói hai người chưa luôn cho nó vui nè. Ông nói đây là gì vậy? Tên gì chưa? Đón đi, biết tên gì chưa? Tên vui lắm á, tên rất là vui lắm á. Cái gì hả? Hỏi bắt đầu hả? Ai biết có chuyện gì? Nói đi mãi. Ai biết? Rồi không. Ê. Không phải tôi có bầu mà. Không phải có chuyện có bầu gì hết trơn á. Ông phải nói vậy tôi nè. Tôi nói nè. Ê Jimmy. Ê Jim. Mi. Mi. Nói đi hoài một câu. Ok. Ê Jimmy. Có chuyện gì không nhóc? Có tuần này mà có rảnh không vậy? Rồi thôi đừng có đùa, nó nói vậy nè. Rồi nói đi. Tôi có. Nói cho biết. Nờ ơi. Không có cái gì? Ông có gì? Ông có tiền hay là ông có bánh mì? Sao mình muốn báo tin mà hai người này cứ... Tin vui, tôi nói rồi mà. Vui thì nói, tôi nghe tôi nói đợi nãy giờ. Tôi nói là hai người cứ cắt tôi nói. Rồi được rồi, bây giờ ông kể tôi nghe nha. Đang đầu, đang cuối bỏ, đang giữa. Rồi, coi. Ok, nói thẳng luôn, tôi có bạn gái. Trời ơi, xét lấy bao năm cuối cùng cũng có bạn gái với bạn. Ghê quá. Bạn gái không rồi hả? Hả? Người khác không có trong tiền nha, không phải trong tiền. Tụi nó không phải trong tiền. Lẽ nào, who know? Không phải who know, không phải người mình quen biết, không, hai người không quen luôn á. Ai ta? Ừ, không biết ai luôn á. Cần giác cơ, giác đi coi không? Cần. Ok, đi. Ê ha, ông có cái lo bự bự lắm đúng không? Nó lớn lắm đúng không? Đó, ông muốn thử không? Tôi thử cho. Lát ông thử đi nè, lát 8 giờ tối nay diễn làng. Hình như tôi bị điếc luôn rồi. Ok, 8 giờ tối nay tại làng tôi sẽ khoe cùng với mọi người luôn. Ok, 8 giờ tối nay kêu mọi người sắc VN khoe bạn gái. Rồi tôi đi đây. Ghê, 8 giờ tối nay sắc VN khoe bạn gái nãy biết. Tôi nghe sắc nói vòng 8 nay. 8 giờ. Thôi thì đọc lo nha, đợi xíu. Loa, đài truyền hình xin tố tim xin thông báo. Chiều nay vào lúc, lộn, tối nay vào lúc 8 giờ tối rất hẹn mọi người ở chỗ công viên của làng Sinh Tố. Mọi người nhớ tập hợp nha. Có đại là chắc có người yêu đi. Nó nhiều quá. Ok. Alo, có thằng nào có cái lo gì vậy? Tôi không biết ai là bạn gái của Zack nhưng mà thôi. Ai? Lâu quá à, mấy bạn nói tại sao chị làm không rồi, nhỏ mới có bạn gái à mà không có trễ cho nhỏ yên tĩnh nữa. Thì phá xong rồi để cho yên tĩnh đúng không mấy bạn? Phải cho một lần, phải cho Zack một lần trong đời. Tại vì Zack tối ngày cứ quên tên mình hoài đúng không mọi người? Bởi vậy hôm nay tôi quyết định tôi sẽ trở thành con rơi của Zack. Lựa cho tôi đúng, đúng. Ông sẽ trở thành vợ của Zack. Thiệt khôn, có hình muốn làm gì chưa? Không hiểu luôn. Nhanh, đi xuống dưới lựa đồ. Đồ đi đâu này? 3 hours later. Ok chưa? Hello, mình là con của ba Zack nha mấy bạn ơi. Trời ơi, Zack về nha mấy bạn ơi. Hello, mình chính là bạn gái của Zack nè các bạn ơi. Vậy con gái về nhà làm cái gì mà. Từ từ, đợi tôi xíu. Bây giờ tôi phải biến lại bình thường để tôi dẫn bà già nè. Go. Anh ra tới hả? Tới rồi hả? Chào mừng. Vô đi. Lên đây con. Vô liền. Nghe đâu ra vậy? Ba. Ê, ba. Vậy là sao hả ta? Không biết cái vụ gì ở đây hết trơn á. Ừ, thì sao nó giống ông vậy? Con cáo kìa. Con cáo sao lại không biết? Có cái gì đây? Mấy con cáo đi, con gì đó. Cáo hả? Xin tự giới thiệu với tất cả các cô chú con, chính là Jack, con của ba Jack. Đó. Gì? Tên gì? Con tên là Jack. Thì ông tìm đâu ra gì vậy? Thì ông tìm đâu ra gì vậy? Trả lời tôi nha ơi. Nó đi tìm đâu vậy? Tôi nó nói tôi có phải là trưởng làng không? Ba con ở làng Sinh Tố gì đó. Tao dẫn nó ra đây. Nhìn đi chơi nhắc luôn. Cái gì nhắc nó lỗ tai vậy? Thằng này là mẹ này phải không? Đúng rồi, ba mẹ con đúng không bà? Không, anh không biết em. Sao phản bội tôi á Jack? Sao phản bội tôi? Ông ở đâu ra nữa vậy? Vậy? Cái gì mà loạn lạc chứ vậy? Rồi đó, nhưng mà, ok. Sao chú gì hả? Ôi, ba con
kỳ quá, cứ kêu con bằng em hoài kìa. Mà ghê anh đâu, bây giờ ghê anh đâu, ghê anh đâu. Nhìn đi nè, bây giờ ông coi, coi đi Zack. Ông coi đây, bây giờ con bé nó giống ông cái này, sao tôi không tin nó được. Giống như hai giọt nước luôn. Ừ, thấy chưa? Đây, đây khác nhau quá, đừng phải con tôi không quen. Ông là cáo nè, nó cũng là cáo mà sao không giống được Zack. Đúng rồi. Là cáo khác sao, ông phải có bỏ mặt đi. Tôi phải con cáo duy nhất trên cái đời này. Girlfriend của mình đâu ta? Đâu rồi? Chưa, em gái nào đây? Trời ơi. Ê vô. Hello. Ủa, vậy đây là mẹ của đứa bé hả? Không phải mẹ con. Cái nhau vậy? Mẹ gì nữa? Ủa, cái này ai vậy? Sao nhìn giống anh vậy? Đâu, thì con nít, con nâu vậy mà. Nhìn giống gì đâu? Ủa, con là ai? Con là cha. Con xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người ở đây. Con chính là con của Ban Zackien. Nó nói đùa đó mọi người ơi. Mọi người tên gì? Con đùa đùa con xung kia. Người ta hãy cười một con nghe nào. Con có con rồi hả? Gì đâu có con gì đâu. Trời Tấn. Trời Tấn. Trời mới tình mà quen được nhỏ này đi. Nè, tôi kể nè. Đây là hình minh họa tôi vẽ rất là chuyên nghiệp đó. Tôi là họa sĩ, mọi người thấy chưa? Một bức tranh có thể nói lên cả mọi thứ luôn. Đây, nếu mọi người không biết, đây là tôi. Em không biết là ông. Nếu mọi người không biết, đây là giải giác VN của ta. Không phải không, đi ra. Lần tôi đang đi dạng khám phá đồ á, tôi đã gặp em này. Và chúng ta đã làm quen một chút, nhưng không có đi tới đâu hết. Nhưng mà mỗi một hôm đấy, thấy cái thứ này không? Thấy cái thứ nào tôi vẽ quá đẹp đúng không? Tôi tình hả? Cô ấy đã thổ lộ cho tôi trước. Ba đã có vợ rồi sao ba lại đồng ý? Ba định không làm ba con, ba định là anh đâu có đồng ý đâu. Ba là ba chứ ba đừng có giả bộ là anh người vô vợ kinh nghiệm. Đúng rồi. Chơi tôi xử lý một người, tôi xử lý một người cái người em ngồi xuống đi. Trời ơi. Ok, nãy tôi có đồng ý đâu. Sẽ con gái. Dạ. Ai đâu vậy? Mẹ luôn rồi, chết rồi. Trời ơi, trời ơi. Chúng ta nè, anh Zack VN. Trời ơi, trời sao vậy? Rồi, đây là một trò đùa nữa đúng không? Trời ơi, mặt cười quá, cười cái đâu kìa. Cô là ai vậy cô? Cô mà là ai đó? Tôi chính là mẹ gái của Zack VN. Bọn tôi có con rồi, tôi tên là Mia. Trời ơi. Mia là quen vậy. Ủa sao tin luôn Zack ơi? Ba con chịu rồi, cô cố ý cô đúng không? Cô tỏ tình xong ba con không chịu rồi sao nữa? Chịu rồi, cái tự nhiên chịu. Anh không có tình em mà anh đi kể cho mọi người, mà anh đi kể cái mẹ này vô cho mọi người. Cô vừa bậy nè, hôm nay anh làm chuyện này cho tôi nha. Anh tôi chi? Rồi xong luôn là sao? Đây là như thế nào? Tôi không quen cô. Trời ơi Trời ơi, có vợ rồi cho nên không nhớ. Đó là bữa lần đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau vậy mà anh cũng không em nhớ. Có em đi. Cái đồ này có vợ rồi. Trời ơi, trong trường hợp này chúng ta làm gì đây kìa? Anh không nhớ kìa. Tên. Ok, đi nào ra, chúng ta bỏ chạy. Ai cho tôi quen chồng tôi được hả, con quỷ thứ? Trời ơi. Quay. Tôi sẽ chấp nhận cái chuyện này được. Hôm nay là ngày ra mắt đúng không? Ấy. Cũng là ngày tôi với anh chia tay, ok? Trời ơi. Quay hết trời rồi. Trời ơi. Không có gì để nói hết. Thôi gà, mình đi về gà ơi. Dạ hả? Gà đi về gà ơi. Ủa vui vậy? Ông ba gì vậy? Nhóc này đâu nghe nha. Cô ý không? Nhóc cô ý không? Con này đó, con này ai vậy? Anh kiệm đi mẹ con em chứ. Chị kiệm đi, mau lên. Con không chịu đâu. Mọi người đang nhìn anh đó.
mấy người đang làm gì? Bây giờ tôi đang live stream trực tiếp nè, ông hãy nói gì đàng hoàng đi. Lên lên TV đó các ơi. Ok, tôi không quen nghe hai người. Nhưng mà nếu hai người nói thật. Nhưng nếu hai người nói thật. Tôi chưa nói đúng không? Bye. Ôi trời, chị mới mầm ông đưa tiền, ok. Nhận bức tranh này ông bán được. Được bức tranh này bán được 3 triệu á, nhận đi. Cái gì vậy? Bắt ba con, bắt ba gì cái tội. Thơm ánh sáng cho video nó đẹp nè. Nhanh lên. Ê à, đây tôi làm cái bạch ti này hết trơn rồi, tôi có tiền. Trời ơi, mẹ gái về bỏ gia đình mình mẹ ơi, để làm bạch ti cho con quỷ cắt. Trời ơi. Trời ơi, hai camera luôn, trời ơi. Bây giờ em nói anh nghe nè, bây giờ một là anh phải chịu trách nhiệm với hai người này. Hai là anh bỏ chạy, bỏ trốn, bỏ chạy, nghe. Mình là một người đàn ông, không? Mình là một người đàn ông. Mình hết nên làm, mình không nên làm như vậy. Bây giờ mình phải có trách nhiệm với con nít. Đúng rồi. Bây giờ là một, đúng rồi đó, bây giờ một là anh gửi tiền hay là sao thôi? Gửi tiền đi. Ok, tôi chọn lựa chọn thứ ba. Gửi nhiều nhiều. Ông không hỏi em rồi. Trời ơi. Trời ơi, không hiểu luôn. Thôi đi về mọi người, chắc thôi về, trời ơi, chắc nó kỳ quá à. Đi về thôi. Không ai nuôi thì để anh nuôi. Anh chấp nhận bị đổi vợ. Trời ơi. Vậy. Vậy. Ôi ơi, chết. Ok, anh đâu gà. À rồi. Chết cho. Tụi đây. Ủa ông đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Ông vũ cho tôi ăn tiền xong trốn đi đâu mất tiêu vậy? À đúng rồi. Ủa gì vậy? Ủa giờ bạn gái ông đâu? À chia tay tôi rồi. Vui quá. Rồi bây giờ tôi làm cái gì đây? Bạn gái mất tiêu rồi. Này cô ấy. Nói gì kìa? Nói gì vậy? Mới có người yêu. Sẽ đâu? Ấy quay rồi đấy. Ấy quay rồi. Sâu đi sâu xe. Con sâu xuống. Mới cua. Ủa? Mới cua. Ngang xe. Xe đâu? Ghế chưa. Em ơi, em chơi kỳ thi em. Giải thích em ơi. Tỷ vậy em thì chỗ khác đi. Rồi 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 anh nè. Rồi rồi mà chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Bỏ xe hư rồi. Dạ. Cười. Đi xin lỗi đi hắn này. Trời ơi. Anh đang sửa xe. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người đây chắc quay. Đi đâu vậy anh đi ơi. Quát người yêu cậu. Quát ghê luôn á, không quát con tôi. Không có tiền không, đúng quát luôn á. Đi thôi. Sao bạn nó thành ghế của sao? Ơi gì vậy? Người yêu cậu, có người yêu mơ. Cái làng này nó lọt lại chứ ta. Rồi. Ok các bạn ơi, là video này đến đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này nha. Giờ là sầu riêng đã có cô bé sầu chung rồi. Giờ từ nay là hai người sẽ sầu chung với nhau. Còn giờ thì bye bye. Đó Hùng ơi. Quỷ tôi gà. Bú phàm. Cái gì? Dạ bú phàm. Ok.